Bên em xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của bên em. Thì bên em vừa mới thực hiện cái đoạn clip ngắn test tải cái chiếc củ phát điện của Ý 12 kVA hàng zin tháo máy của bên nhà em nha. Dòng này thì chạy không chổi than nha quý khách hàng. Đấy, chạy không chổi than. Đã được bên nhà em chế hoàn thiện bu li mặt bích rồi. Thì vừa rồi là một cái đoạn video ngắn bên em test tải bằng hai chiếc ấm siêu tốc, thì nó rơi khoảng 4 kg, thì thực ra là nó không thể hết tải được chiếc củ phát điện nào này được. Nhưng mà để bên em muốn kiểm tra test trước khi bàn giao đến tay quý khách hàng, thì chiếc củ này thì em sẽ bàn giao cho một anh khách ở Hải Dương nha. Cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ em. Đấy, quý khách hàng nào đang có nhu cầu về các dòng củ phát điện này thì liên hệ bên em theo số hotline 0966421739, Zalo bên em. Thì quay lại cái chiếc củ phát điện này thì thưa mấy quý khách hàng, là bên em đã có rất nhiều clip cũng như là có rất nhiều những bài đăng đấy trên các trang mạng xã hội cũng như là những kênh bán hàng của bên em, thì cái dòng sản phẩm về củ phát điện này thì quý khách hàng cũng rất là quen thuộc và cũng không lạ gì. Thì xin giới thiệu lại, đây là một chiếc củ phát điện hàng zin tháo máy của bên nhà em. Củ có công suất là 12 kVA của Ý nha quý khách hàng. Đã được bên em chế hoàn thiện bu li mặt bích, thì quý khách hàng có thể theo dõi. Khi nãy thì bên em cũng tiến hành tắt tải và vào tải, thì quý khách hàng có thể thấy cái lực siết mà nó tạo lên ghi lên cái mặt bích và cái bu li này cực kỳ lớn luôn nha. Nên là nếu mà quý khách hàng kéo bằng đầu D, đấy, kéo bằng động cơ như em đang sử dụng đây, thì quý khách hàng cần phải làm cái mặt bích này cực kỳ là chắc chắn nha. Còn cái mặt bích thì bên em làm với chất lượng như nào thì chắc là quý khách hàng đã rất là hiểu rõ rồi. Đấy, quý khách hàng xem hình ảnh cũng như là video cũng như là quý khách hàng đã được sử dụng thì quý khách hàng có thể đánh giá được cái chất lượng về cái mặt bích và cái bu li bên em làm thì cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, nếu mà bên em không nói quá nhưng mà rất ít có đơn vị nào mà làm cái mặt bích mà chất lượng như bên em. Đấy, quý khách hàng có thể thấy từ độ dày cũng như là đến phần gia công cơ khí của người thợ, cơ khí cực kỳ là chất luôn. Đấy, bu li thì bên em đi bu li 10, trục thì bên em đi trục lớn luôn, hàn chết vào rô luôn nha quý khách hàng. Đấy, thì để tránh bẻ và sát cốt và gây chết hỏng củ nha quý khách hàng. Nếu mà cái mặt bích này quý khách hàng mà không làm chắc chắn, em đảm bảo quý khách hàng chạy một thời gian thì cái rô nó sẽ sát vào vỏ và dễ gây ra hỏng củ luôn. Đấy, hỏng củ luôn. Đây là tại vì sao khi mà em chạy tải này thì nhiều cái củ là bên em sẽ tháo trần ra như thế này, còn trên này nó sẽ còn một cái nắp ốp bảo vệ nữa, và đây nó sẽ còn cái nắp nữa. Thứ nhất là em tháo ra như này để quý khách hàng có thể thấy được cái độ zin và độ đẹp của củ. Đây, quý khách hàng có thể thấy, em sẽ quay chi tiết đây, quý khách hàng có thể thấy lớp thép silic của nó xanh le luôn. Đấy, ở trên này thì nó có đơn cầu đấu kể ở 12V. Đấy, 220 thì bên em đấu sẵn ra rồi. Đây, quý khách hàng có thể thấy nha. Đây, củ là bao zin bao đẹp luôn cho quý khách hàng luôn. Đấy, củ 12 kVA. Hàng zin tháo máy nha em. Củ Ý nha. Đấy, chạy không chổi than. Hàng này thì cực kỳ khỏe và bền rồi. Đấy, siêu khỏe, siêu bền luôn. Quý khách hàng có thể thấy đây. Từ cái đầu dây mà bên em đấu ra cho quý khách hàng nha. Tất cả các củ này hầu như là 100% thì bên em trước khi bàn giao thì đều có hình ảnh chi tiết cũng như là video test tải gửi đến quý khách hàng và đấu sẵn luôn. Đấy, đầu dây ra quý khách hàng về chỉ việc sẵn xài, sẵn dùng hay móc vào xài dùng bình thường. Quý khách hàng có thể thấy này, những cái đầu dây ra. Đây không phải là dây nhôm nha quý khách hàng. Quý khách hàng nhìn trắng này tưởng là nhôm nhưng không phải là nhôm nha. Mà đây là dây này, nó mạ bạc nha quý khách hàng, chống oxit nha. Nó dây đồng nhưng nó được mạ một lớp bạc. Đấy, này bao tải luôn. Đấy, hai cọng dây ra này bên em sẽ để sẵn luôn. Đấy, xong rồi em sẽ đấu các nắp củ vào hoàn thiện trước khi bàn giao quý khách hàng. Đấy, thì đây là một trong những sản phẩm rất là tiêu biểu bên em, củ phát điện. Thì bên nhà em chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng máy móc cũ đã qua sử dụng. Đấy, quý khách hàng có nhu cầu mua bán trao đổi thì liên hệ bên em nha. Bên em mua bán trao đổi toàn quốc. Miền Bắc thì bên em làm tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Miền Nam bên em nằm ở số 140 đường Cộng Hòa, số 69 đường Tân Thới Nhất 01, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video tiếp theo ạ.